tại vì cái remote control của khách thí dụ ta đang relax, cái mình với lên mình bật, rồi tay mình giơ mình với lên mình bật, nó rất là vất vệ sinh. Cái dàn ghế pedicure Elite Gold Glaze mà quý vị thường thấy Hồng Sâm làm cho salon remodeling, tại vì sao nó được on sale giá good mà nó bền, cộng thêm cái da này là cái da kháng acetone. Tất cả tiểu bang, ví dụ tiểu bang Utah thì họ cần những cái máy hút đồ này kia, thì cái ghế này đã có làm sẵn hai cái hệ thống hút và hơi đây rồi nè, hai cái lỗ. Thì nếu mà quý vị cần hút thì chỉ cần có cái ống phía sau và hút vào tường và đi lên. Cho nên những cái ghế của các công ty Luxor đã được thiết bị cho sẵn cho quý vị, để quý vị khỏi cần phải lo khi mình cần tới những cái việc đó. Rồi phía trước cũng có cái hệ thống Digital Control System ở đây. Thì như quý vị Hồng Sâm hay nói cho quý vị nghe là thợ ngồi bấm vào đó chỉnh lui chỉnh tới, tắt, bật massage, tất cả các thứ đằng phía đó, không cần phải chia với lại share cái với khách cái remote control của khách. Tại vì cái remote control của khách, ví dụ ta đang relax, cái mình với lên mình bật, rồi tay mình giơ mình với lên mình bật, nó rất là vất vệ sinh. Thay vì mình có ở đây thì mình chỉ cần ngồi đây mình bấm thôi, và nó có cái số ở đây nè, nó cho mình biết là cái nhiệt độ trong cái bồn đó là bao nhiêu đang có. Ví dụ 65 là cái nhiệt độ trong cái bồn của mình. Cho nên cái ghế này Hồng Sâm rất là thích. Và đặc biệt nha, cái auto fill của công ty Luxor dùng được với liner, mình không có sợ là phải dùng liner rồi auto fill nó bị block như thế nào.